cái bản mà các anh chị hỗ trợ vô. Đang dị dàng tỏa sáng. Còn dưới này thì các em cũng đang vui vẻ các hồi trong tình bạn. Các em biết rồi không các em? Vậy thì chúng ta cùng múa hát lên nào.
Thời gian tới chúng ta hãy cùng ra nhảy vui chung tôi nào. Hey. Các bạn nữ chúng ta hãy cùng giơ tay lên nào. Hey. Quý xin chào tất cả các bạn nhỏ. Chào luôn các bạn nhỏ trên kia nè. Quý chúc tất cả các bạn nhỏ có một đêm trung thu thật vui tươi và thật đầy ý nghĩa nha. Cảm ơn Quý. Mình chúc Quý ơi, trong đêm trung thu vui như thế này mà thấy chị Hằng thì buồn lắm chứ Quý ơi. Đúng rồi đó, buồn lắm Quý ơi. À đúng rồi. Làm sao mà có thể quen được? Quỳ sẽ kết nối với chị Hằng liền ngay bây giờ. Quỳ lỡ đi vui với các em nên Quỳ mang theo điện thoại bự mất, nên bây giờ phải vất vả rồi. Wow, chị Hằng lộng lẫy quá. Chị Hằng xinh
chào tất cả các bạn nhỏ. Các bạn ơi, buổi tối hôm nay thật vui đúng không nào? Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng phá cổ trong trăng nhé. Quỳ ơi, Rối ơi, hãy cùng chị Hằng bắt quà trung thu cho các em nào. Các bạn Rối ơi, chúng ta hãy ra đi nào. Các bạn tổ chức của chúng tôi cũng còn rất nhiều phần quà. Chúng tôi sau khi phá cổ xong sẽ mời các đơn vị còn lại sẽ lên sân khấu nhận quà. Cho tất cả các em thiếu nhi đi nào.